mâu thuẫn trên đường đi học về, ba học sinh dại dột ăn lá ngón tự tử. Sáng ngày 3 tháng 3, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, bệnh xá quân dân y đoàn kinh tế quốc phòng 4, đóng tại xã Na Ngòi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, sức khỏe ba nữ sinh ăn lá ngón tự tử đã ổn định. Vào khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 3, y bác sĩ tại bệnh xá quân dân y đoàn kinh tế quốc phòng 4 đã tiếp nhận và cấp cứu ba học sinh gồm XIL sinh năm 2009, XIR sinh năm 2009 cùng trú ở bản Na Cán và MIR sinh năm 2009 trú ở bản Kẹo Bắc, xã Na Ngòi bị ngộ độc lá ngón. Theo các y bác sĩ tại bệnh xá, thời điểm được đưa vào bệnh xá, các em đã rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh nhưng nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng nguy kịch. Ngay sau đó, y bác sĩ bệnh xá đã cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc. Trong 3 em học sinh thì 2 em bị ngộ độc nặng, 1 em nhẹ hơn. Do được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của cả ba đều đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ Minh chia sẻ. Được biết nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của ba em là do trên đường đi học về thì phát sinh mâu thuẫn giữa các nhóm bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.